Ngày nay, chỉ cần nhắc đến dầu mỏ là ai cũng nghĩ đến tiền, đến quyền lực, đến siêu xe, đến những ông trùm Ả Rập giàu nứt đỗ đổ vách. Nhưng hàng nghìn năm trước, dầu mỏ chẳng có ý nghĩa gì quá cao sang. Dầu mỏ, thứ chất đen, đặc quánh, dính bẩn, bốc mùi, có khi còn cháy được. Người cổ đại nhìn thấy nó rỉ ra từ đất, chảy loang lổ trên sông và nghĩ rằng có lẽ đây là máu của quỷ, thứ chất độc từ lòng đất. Ở vùng đất ngày nay là Iraq, người Sumer cổ đại đã tìm thấy dầu mỏ trồi lên mặt đất. Nhưng họ chẳng biết dùng để làm gì. Một số chỉ chát lên tường nhà để mà chống thấm hoặc bôi vào đáy thuyền cho đỡ rò nước. Còn người dân bình thường thì tránh xa vì nó bốc mùi khét, dính vào tay thì không rửa được. Thời đó, năng lượng chính là củi và than. Gỗ cháy được, ấm áp và thơm. Còn dầu mỏ, cháy thì khói đen và rất là hôi, lại nhanh tắt. Vậy nên suốt hàng nghìn năm, dầu mỏ chỉ là rác của tự nhiên, không ai thèm để ý. Điều thú vị là ở nhiều nơi, dầu mỏ còn được gắn với mê tín, với y học cổ truyền, thậm chí là với tôn giáo. Người ta tin rằng nó có sức mạnh của thần linh vì nó cháy được lại chảy ra từ đất. Ở Trung Hoa cổ đại, người ta gọi dầu mỏ là long hỏa. Long ở đây nghĩa là rồng, long hỏa là lửa của rồng. Họ tin rằng dưới lòng đất có rồng ngủ và thứ chảy ra kia chính là máu của rồng. Không ai dám khai thác quá nhiều vì sợ phạm vào long mạch, sợ rồng nổi giận sẽ gây động đất hoặc hạn hán. Thế nên trong suốt hàng trăm năm, dầu mỏ được xem là thứ rất thiêng liêng. Ở vùng Ba Tư cũ, người dân du mục tin rằng tắm trong dầu mỏ có thể chữa được các bệnh như là thấp khớp, mẩn ngứa, thậm chí là những bệnh còn nặng hơn. Thế là họ ngâm mình trong hố dầu gọi là tắm thần dược. Nghe rất mù quáng, nhưng ngày nay, ở vùng Ba Cu vẫn có những suối dầu mà người dân đến để trị bệnh như là spa. Một số người thực sự tin rằng dầu mỏ có linh tính để mà chữa lành. Ở châu Âu thời Trung Cổ, khi chưa có khái niệm hóa học, người dân thấy dầu mỏ bốc khói, cháy dai lại có mùi hôi. Họ tin rằng đó là khí độc từ địa ngục, đó là hơi thở của quỷ Satan. Thế nên các tu sĩ đã cấm người dân chạm vào hoặc đốt dầu mỏ. Cho đến thời kỳ phục hưng, khi khoa học dần thắng thế, những quan niệm đó mới biến dần. Nhưng thú vị nhất phải kể đến cách người Ai Cập sử dụng dầu mỏ. Khi khai quật các xác ướp thời Pharaoh, các nhà khảo cổ phát hiện trên vải quấn và trong hòm có một lớp chất đen dính, bóng nhẫy. Thứ này có mùi dầu rõ rệt. Ban đầu người ta tưởng đó là nhựa cây thông hoặc là một thứ gì đó. Nhưng sau khi phân tích hóa học, các nhà khoa học ngỡ ngàng. Nó có chứa bitumen, đó là một dạng dầu mỏ tự nhiên. Bitumen là dầu mỏ đặc, đen, dính, thường dò lên từ lòng đất ở vùng Trung Đông, nơi ngày nay thuộc Iraq, Iran, Syria và Ai Cập. Người Ai Cập gọi nó là nhựa đen từ đất. Nhưng vì sao người Ai Cập lại chọn dầu mỏ để ướp xác? Vì họ tin rằng để linh hồn bất tử, xác ướp phải không phân hủy. Thế là họ thử đủ mọi cách, nào là muối, nào là nhựa cây, nào là mật ong và cả dầu đen từ đất. Khi họ nhận ra thứ này giúp xác không thối rữa, họ tin rằng đây chính là chất của thần linh. Cấu trúc hóa học của bitumen thực sự hiệu quả. Nó kháng khuẩn, ngăn vi sinh vật xâm nhập. Nó chống ẩm và giữ khô cho xác. Nó cũng dính và bọc kín, giống như lớp sơn bảo vệ tự nhiên. Nói cách khác, người Ai Cập đã vô tình phát minh ra công nghệ bảo quản sinh học bằng dầu mỏ. Một kiểu sơn chống thấm tự nhiên, một kiểu sơn chống thấm cổ xưa mà đến nay khoa học vẫn công nhận là cực kỳ hiệu quả. Người Ai Cập thì không biết về hóa học nên họ tin rằng chất đen ấy là nước mắt của thần Osiris, vị thần cai quản cái chết và tái sinh. Dầu mỏ rỉ ra từ đất, cháy được, đen, mùi nồng như nhựa cây, kết hợp và họ tin đó là vật liệu nối linh hồn với trái đất. Đến mức có thời kỳ, người ta nhập dầu mỏ từ vùng biển chết về Ai Cập để phục vụ việc ướp xác hoàng gia. Những thương nhân của vùng Iraq, Syria ngày nay giàu lên nhờ buôn dầu mỏ sang sông Nin. Và thế là dầu mỏ, thứ mà hàng ngàn năm sau được gọi là vàng đen, ban đầu được coi là thánh dược giữ linh hồn bất tử. Phải đến tận thế kỷ thứ 18, thế kỷ thứ 19, khi châu Âu và Mỹ bước vào thời kỳ công nghiệp, nhu cầu thắp sáng ban đêm bùng nổ. Lúc đó, ban đầu chưa có điện nên người ta cần một nguồn sáng chính, đó là đèn dầu cá voi. Vâng, đúng rồi, người ta đi săn cá voi, lấy mỡ và nấu thành dầu để thắp sáng. Mỗi năm hàng chục nghìn con cá voi bị giết chỉ để lấy thứ dầu sáng đắt đỏ. Một lít dầu cá voi thì có giá đắt gấp 10 lần sữa và chỉ nhà giàu mới mua nổi. Đến giữa thế kỷ 19, cá voi bị săn và gần tuyệt chủng. Giá dầu cá voi tăng chóng mặt và nhân loại lâm vào cuộc khủng hoảng ánh sáng. Và đúng lúc đó, Edwin Drake, một kỹ sư người Mỹ đã quyết định khoan giếng dầu đầu tiên ở Pennsylvania vào năm 1859. Khi giếng dầu phun lên, ai cũng tưởng ông đã phun vào mạch của quỷ. Dân địa phương chạy tán loạn vì nghĩ rằng đất nổ ra máu đen. Nhưng Drake hiểu rằng thứ chất đó có thể tinh chế thành dầu hỏa, dùng để thắp sáng rẻ hơn so với dầu cá voi.
Chỉ sau vài năm, cả nước Mỹ bùng nổ cơn sốt dầu. Sau khi Drake thành công, một người có tên là John Rockefeller lập ra công ty Standard Oil. Ông tinh chế dầu, đóng chai, bán cho từng nhà máy. Và chỉ trong vòng 20 năm, Rockefeller đã trở thành người giàu nhất thế giới. Còn dầu mỏ thì được gọi bằng cái tên mới, vàng đen. Vậy là chỉ trong vài thập kỷ, những thứ từng bị vứt bỏ nay đã trở thành máu chảy của nền kinh tế. Nhà máy chạy bằng dầu, tàu chạy bằng dầu. Sau này thì ô tô, máy bay, chiến hạm tất cả đều dựa vào dầu. Câu chuyện của dầu mỏ là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói. Không có tài nguyên nào vô dụng, chỉ có con người chưa biết cách dùng nó mà thôi. Đầu thế kỷ 20, Henry Ford chế tạo ra xe ô tô chạy bằng xăng và thế giới chính thức bước vào kỷ nguyên dầu mỏ. Mỗi quốc gia cũng bắt đầu đi tìm dầu, chiếm mỏ, ký hiệp ước và gây chiến. Trong Thế chiến thứ hai, dầu là yếu tố sống còn, xe tăng, máy bay, tàu chiến đều cần nhiên liệu. Không có dầu, quân đội sẽ đứng im. Sau chiến tranh, Mỹ, Anh, Pháp tranh giành nguồn dầu mỏ ở Trung Đông. Còn Ả Rập Xê Út, một vùng sa mạc nghèo đói, cũng đã phát hiện ra dầu mỏ từ năm 1938. Và chỉ sau vài thập kỷ, họ trở thành một trong những đất nước thịnh vượng nhất trên hành tinh. Từ đó đến nay, giá dầu quyết định vận mệnh của thế giới. Một lít dầu tăng, cả nền kinh tế sẽ rung chuyển. Một giọt dầu đổ xuống có thể dẫn đến chiến tranh. Sau đây là một số sự thật thú vị liên quan đến dầu mỏ. Dầu mỏ có thể tạo ra hơn 6.000 sản phẩm khác nhau, từ xăng, nhựa, sơn, mỹ phẩm, cho đến cả chiếc bàn chải đánh răng mà bạn đang dùng. Một thùng dầu khoảng 159 lít cho ra khoảng 70 lít xăng, 35 lít dầu diesel, còn lại là những vật liệu làm nhựa, phân bón và thuốc. Sự thật thú vị tiếp theo, dầu không phải là máu của khủng long, đây là một hiểu lầm phổ biến. Thực ra nó được tạo ra từ xác tảo và vi sinh vật biển bị chôn vùi hàng triệu năm. Hiện nay, Trung Đông đang nắm giữ hơn 50% trữ lượng dầu toàn cầu, khiến khu vực này trở thành trái tim của năng lượng thế giới. Dầu mỏ vẫn là nguồn năng lượng số 1, chiếm hơn 30% tổng năng lượng của nhân loại, dù thế giới đã có năng lượng mặt trời và điện gió. Vậy dầu mỏ là phúc hay là họa? Không thể phủ nhận, dầu mỏ đưa con người lên đỉnh cao, nhưng nó cũng khiến nhân loại nghiện năng lượng. Dầu gây ô nhiễm, biến đổi khí hậu và cả chiến tranh. Những cuộc xung đột ở Iraq, Libya, Iran, Venezuela đều có bóng dáng của dầu. Một thùng dầu có thể quyết định sinh mệnh của hàng triệu người. Người ta gọi nó là vàng đen nhưng cũng là lời nguyền đen. Bởi khi bạn sở hữu quá nhiều dầu, bạn có thể mất đi thứ quý giá hơn, đó là hòa bình. Ngày xưa, con người nhìn dầu mỏ như thứ chất bẩn vô dụng. Có người tin rằng nó là máu rồng, có người tin rằng nó là hơi thở của quỷ, có người tin rằng tắm trong dầu thì chữa được bệnh. Không ai nghĩ rằng thứ đan đặc ấy sẽ trở thành nguồn năng lượng nuôi sống cả hành tinh. Nhưng chính sự tò mò, kiên trì và dám làm điều người khác cười nhạo như Edwin Drake hay Rockefeller đã biến chất bẩn này thành vàng đen. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.